Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Dilong Việt và mình là Khamon đây. Có vẻ như là thiết bị iPhone là một cái sản phẩm đã quá quen thuộc với người dùng của chúng ta hiện nay rồi. Có nhiều người đã sử dụng iPhone từ rất nhiều đời, truyền từ đời này qua đời kia. Nhưng mà thật sự khi mà mình hỏi tới họ thì một số những cái tính năng tiện ích để mà sử dụng ở trên máy á, thì gần như là họ đều không biết tới. Và họ chỉ sử dụng với iPhone với một mục đích đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Và nó đơn giản chứ nó không quá màu mè và cầu kỳ với những cái tùy biến giao diện như ở trên các thiết bị Android. Và họ cũng có than phiền một tí xíu về những cái vấn đề là đôi lúc gặp những cái phiền phức bởi vì nó không có quá nhiều cái tính năng như ở trên Android. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn 4 cái mẹo để các bạn có thể sử dụng ở trên chiếc iPhone của các bạn một cách tiện ích nhất có thể. Và với những cái mẹo này á thì đương nhiên là có thể các bạn đã biết rồi và cũng có một số bạn thì vẫn chưa biết. Nhưng mà nào mà chúng ta biết rồi á và các bạn biết thêm nhiều cái mẹo nào nó hay hơn nữa thì các bạn có thể chia sẻ ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau trao đổi và học hỏi thêm. Bởi vì cái này nó là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Có khi các bạn sử dụng nó lâu lên thêm cái này cái nọ nữa thì các bạn thấy nó hay thì các bạn chia sẻ để người sau chúng ta học hỏi thêm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để chia sẻ ngay 4 cái mẹo này dành cho các bạn. Cái mẹo đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu với các bạn thì sẽ dành cho những bạn nào chúng ta thường hay chơi game PUBG Mobile hoặc một số những cái tựa game khác. Thì trong quá trình các bạn chơi game thì các bạn rất hay dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tin nhắn hoặc là những cái cuộc gọi, đặc biệt là những bạn nào chúng ta chơi ba ngón á thì các bạn rất là dễ bị bấm đột giống như mình như thế này. Thì có một cái mẹo rất đơn giản dành cho các bạn để các bạn có thể hoàn toàn loại bỏ đi những cái tin nhắn đó. Đầu tiên các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần cài đặt. Và ở đây các bạn sẽ tìm đến cái mục gọi là trợ năng. Và sau đó các bạn vuốt thẳng xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có cái mục gọi là truy cập được hướng dẫn. Thì ở đây các bạn sẽ bật lên chiếc cho mình. Nếu bạn nào mà chúng ta sử dụng các thiết bị iPhone 7, 7 Plus hoặc là các thiết bị nào mà có cái nút Start ID á thì cái phần mật mã các bạn chọn là Start ID. Còn với mình thì sử dụng iPhone XS Max nên mình sẽ chọn là Face ID. Bây giờ thì mình sẽ vào thử một cái ứng dụng hoặc là một cái game đó cho các bạn xem nha. Ở đây thì mình sẽ vào thử cái YouTube. Và các bạn chỉ cần bấm vào nút Home của các bạn 3 lần mà thôi. Còn những bạn nào mà chúng ta sử dụng các thiết bị là iPhone 7, iPhone 8 này nọ có nút Touch ID thì các bạn bấm vào cái nút Home của các bạn 3 lần, ok chưa? Đây là nút nguồn, 1, 2, 3. Thấy chưa? Nó sẽ báo các bạn là truy cập được hướng dẫn. Bắt đầu các bạn bấm bắt đầu. Như thế này thì nó sẽ khóa các bạn lại ở trong cái ứng dụng này. Các bạn có thể thao tác mọi thứ ở trong cái ứng dụng này nhưng các bạn không thể nào thoát ra. Chúng ta không thể nào thoát ra. Đấy, thấy chưa? Thông báo gọi là tin nhắn cuộc gọi này nọ khi mà người ta gửi tới bạn thì bạn vẫn nhận được. Nhưng mà nó sẽ không thông báo lên màn hình. Người ta có gọi chăng nữa thì cái cuộc gọi đó nó vẫn reo nhưng ở máy các bạn nó không thông báo. Và khi nào các bạn tắt cái này đi thì ra ngoài nó mới hiển thị lên là vừa có tin nhắn hoặc là vừa có cuộc gọi nhớ. Bây giờ thì mình sẽ tắt bằng cách là các bạn sẽ bấm nút 2 lần. Đấy, nó sẽ nhận diện Face ID và sẽ tự động tắt. Hoặc là các bạn có thể bấm 3 lần để chúng ta nhập mật mã chúng ta tắt. Ok, và giờ đây thì chúng ta sẽ có thể thoát ra ngoài bình thường. Đó, thấy chưa? Rất easy. Một cái mẹo rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể biết được. Và các bạn lưu ý nha, là khi các bạn bật cái này lên thì nó sẽ không thông báo đâu. Nếu như điện thoại của bạn mà có những tin nhắn quan trọng hay nọ thì các bạn rất dễ bị bỏ lỡ đấy. Thì cũng lưu ý trong cái vấn đề sử dụng. Cái mẹo thứ hai là cái mẹo giúp cho các bạn có thể kiểm soát cái điện thoại của chúng ta một cách tốt nhất có thể. Đó là các bạn sẽ vào cái mục gọi là thời gian sử dụng. Ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mục, chẳng hạn như là giờ nghỉ nè, giới hạn ứng dụng, giới hạn liên lạc, rồi luôn cho phép các thứ, rồi bật giới hạn này nọ. Thì cái mục này nó cũng một phần dành cho những cái gọi là bảo vệ cho trẻ em, giúp cho con cái của các bạn có một cái thời gian sử dụng nó hợp lý nhất. Các bạn chỉ giới hạn những cái ứng dụng có thể sử dụng được thôi. Khi các bạn bật lên thì và đưa máy cho con cái của các bạn thì nó chỉ có thể trải nghiệm được những cái ứng dụng các bạn cho phép. Và các bạn có thể set cái thời gian để mà cái máy này nó hoạt động cho con cái sử dụng bao nhiêu thôi. Chứ còn nếu như mà sử dụng lố hơn thì cái máy này nó sẽ tự động lúc tới đó cái thời gian nó sẽ ngưng lại, nó sẽ không cho con cái của bạn sử dụng nữa. Đấy, thì nó gọi là kiểm soát cái thời gian sử dụng smartphone của con cái các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể giới hạn ứng dụng khi nếu các bạn đưa điện thoại cho một người lạ và này nọ thì nó cũng bảo vệ được cái quyền riêng tư cho các bạn rất nhiều. Và ở cái phần bật giới hạn này á, thì nó sẽ khóa lại những cái mục mà các bạn muốn khóa. Chẳng hạn như ở đây thay đổi mật mã khi các bạn bật lên thì những người nào mà pin hoặc là thay đổi được gương mặt thì họ bắt buộc phải nhập cái mật mã của bạn đã cài lên. Và nếu như không có mã đó thì đương nhiên họ sẽ không thể nào thay đổi bất kỳ những cái cài đặt nào, chẳng hạn như restore hoặc là này nọ, thì nếu các bạn bật lên cũng không ai có thể đá động được. Đến với cái mẹo thứ ba thì nó sẽ liên quan tới Siri. Siri là một trợ lý ảo rất là nổi tiếng của Apple, mọi người gần như đã quá quen. Tuy nhiên thì mình biết là không phải ai cũng sử dụng Siri bởi vì Siri sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh và rất khó cho các bạn để mà chúng ta sử dụng. Nhưng mà cái mẹo ngày hôm nay thì mình không có chỉ các bạn nói quá nhiều tiếng Anh đâu, chúng ta chỉ có sử dụng một cái duy nhất, đó là tìm kiếm nhạc ở trên Siri. Bởi vì sao? Bởi vì Siri tìm kiếm nhạc rất tốt. Cả nhạc Việt, cả nhạc gì nó cũng có thể tìm kiếm một cách nhanh gọn lẹ, khác bọt rất nhiều so với lại Google Assistant. Và khi các bạn tìm kiếm nhạc, các bạn không cần bất kỳ một cái câu nói tiếng Anh nào quá cao siêu. Các bạn chỉ cần một câu "What song it is?" Thế là xong.
Và sau đó các bạn chỉ cần đưa cái đoạn nhạc mà các bạn muốn tìm vào cho Siri nghe thì lập tức nó sẽ trả kết quả về dành cho các bạn. Đây là mẫu thử dành cho các bạn xem nhé. What song it is? Đấy, rất là tuyệt ích đúng không nào? Chứ nếu mà gặp Google thì với các bạn ngồi đợi dài mọc râu luôn, nó cũng sẽ báo lại cho các bạn một cái kết quả không tìm thấy. Đây là bài hát gì? Và cái mẹo cuối cùng thì nó cực kỳ nhanh gọn lẹ nhưng mà nó cũng rất là hữu ích nha, không phải ai cũng biết đâu. Đó là chúng ta sẽ có thể xóa từng số khi mà các bạn bấm vào cái máy tính như thế này. Thì mình gặp gọi là 10 người thì hết 9 người là không biết cái này rồi. Các bạn nhập thí dụ như 2, 5, 6, 3. Bây giờ các bạn lỡ số 3 này các bạn bấm sai, các bạn muốn đổi nó thành số 8, 2, 5, 6, 8. Thì các bạn chỉ còn một cách là các bạn bấm chữ C như thế này. Rất mất thời gian, nếu các bạn nhập số nhiều thì sao? Đúng không? Thì có một cái mẹo dành cho các bạn. 2, 3, 6, 5. Các bạn chỉ cần vuốt qua như thế này. Đó. Chúng ta sẽ xóa được cái số ở nằm cuối cùng. Rất easy nhưng mà không phải ai cũng biết đâu nha. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn 4 cái mẹo đơn giản có sẵn ở trên những chiếc máy iPhone để giúp cho các bạn nâng cao thêm những cái trải nghiệm. Và cái nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho video này một like. Cũng như là nếu như bạn có biết thêm được những cái mẹo nào hữu ích nữa và hay nữa thì có thể chia sẻ dưới phần comment để cho nhiều người dùng hơn họ có thể học hỏi lẫn nhau và chúng ta cũng sẽ cùng nhau có những cái trải nghiệm tốt ở trên cái sản phẩm thiết bị iPhone của chúng ta. Và nếu như bạn nào chúng ta đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc iPhone thì các bạn có thể đến với cửa hàng Di Động Việt. Di Động Việt bên mình đang phân phối iPhone với mức giá hoàn toàn rất tốt. Và đường link tham khảo cụ thể thì các bạn có thể bấm vào ở phía dưới phần mô tả để có thể truy cập vào trong các Di Động Việt nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.